Xin chào các em. Trong buổi sáng ngày hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn chúng ta tiết toán luyện tập trung trang 175. Mời các em lấy sách giáo khoa và ghi cùng thầy đi vào tiết học. Thầy cho chúng ta cùng đi vào bài tập số 1. Tính. Ia 85.793 trừ 36.841 cộng 3.826. Như vậy quan sát biểu thức, chúng ta thấy biểu thức có phép trừ và phép cộng, thì theo thứ tự thực hiện thầy trò chúng ta sẽ thực hiện phép trừ trước. Như vậy chúng ta được kết quả là A cộng 3.826. Và như vậy bước thứ hai thì cho chúng ta thực hiện phép tính cộng, chúng ta được B. Như vậy ra kết quả như vậy muốn tính giá trị biểu thức chỉ có phép trừ và phép cộng, chúng ta làm lần lượt từ trái sang phải. Em ghi nhớ điều này. Ý B 84/100 trừ 29% cộng 30%. Quan sát thì chúng ta cũng thấy đây là các phép tính có mẫu số bằng nhau, đều bằng 100, và chỉ có phép trừ và phép cộng cũng theo thứ tự thầy trò chúng ta sẽ phải thực hiện từ trái sang phải. Như vậy chúng ta thực hiện phép tính thứ nhất, chúng ta được kết quả là A cộng với phân số mẫu thứ hai chưa thực hiện, ta giữ nguyên 30/100. Và như vậy lúc này ta thực hiện phép tính thứ hai, thầy trò mình cũng được kết quả. Sang ý thứ ba, ý C 325.97 cộng 86.54 cộng 103.46. Cũng giống như hai biểu thức trên, chúng ta thấy ở đây chỉ có phép cộng, ta cũng lần lượt làm từ trái sang phải. Đây là phép tính thứ nhất thì cho chúng ta được kết quả là A. Phép tính thứ hai thì cho mình chưa thực hiện, giữ nguyên 103.46. Và như vậy chúng ta có thể thực hiện phép tính thứ hai và được kết quả cũng là B. Nhưng ở ý thứ ba này, nếu em quan sát kỹ thì em thấy 54 và 46% nếu cộng với nhau thì sẽ cho chúng ta kết quả này là một số tự nhiên, thì chúng ta có thể sử dụng tính chất kết hợp của phép cộng để chúng ta làm ý thứ ba. Như vậy chúng ta thấy ở bài tập số 1 củng cố cho thầy trò chúng ta cách tính giá trị của biểu thức. Như vậy chỉ có cộng và trừ, ta làm lần lượt từ trái sang phải. Như vậy thầy đã hướng dẫn xong chúng ta bài tập số 1. Thầy cho ta sang bài tập số 2. Tìm x gì? Thầy cho ta đi vào IA. X gì cộng 3.5 bằng 4.72 cộng 2.28. Như vậy chúng ta quan sát x là số hạng, 3.5 là số hạng. Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. Nhưng ở đây tổng chúng ta là một phép toán, cho nên chúng ta sẽ giữ nguyên vế trái x cộng 3.5 bằng, ta thực hiện phép tính tổng này được bằng số A. Như vậy lúc này sẽ vận dụng bài toán muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết, các em sẽ hoàn thành được IA. Sang IB, x trừ 7.2 bằng 3.9 cộng 2.5. Như vậy cũng giống như ở IA, chúng ta thấy đây là số bị trừ, đây số trừ và hiệu là một phép toán, cho nên chúng ta sẽ giữ nguyên vế trái x trừ 7.2 và đi thực hiện hiệu này, thầy gọi giá trị bằng A. Và như vậy lúc này dựa vào bài toán tìm số bị trừ, ta lấy hiệu cộng với số trừ, các em cũng hoàn thành được IB.
Như vậy bài tập số 2 củng cố cho thầy cho chúng ta cách tìm số hạng chưa biết và tìm số bị trừ. Khi tổng và hiệu mà làm một phép tính thì các em lưu ý cho thầy, chúng ta sẽ phải tính tổng trước, tính hiệu trước, rồi chuyển về bài toán cơ bản tìm số hạng chưa biết và tìm số bị trừ. Thì chúng ta cùng sang bài tập số 3. Nghe thầy đọc bài số 3. Một mảnh đất hình thang có đáy bé 150m, đáy lớn bằng 5/3 đáy bé, chiều cao bằng 2/5 đáy lớn. Hỏi diện tích mảnh đất bằng bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu hecta. Thì cho chúng ta cùng tóm tắt. Như vậy chúng ta sẽ có một thửa ruộng hình thang có đáy bé là B bằng 150m, đáy lớn bằng 5/3 đáy bé, A bằng 5/3 đáy bé, chiều cao bằng 2/5 đáy lớn. Bài toán yêu cầu thầy trò chúng ta tính diện tích với đơn vị đo là mét vuông và hecta. À, như vậy đối với bài toán hình thang, một bạn nhắc lại thầy giáo công thức muốn tính diện tích hình thang ta làm thế nào. Muốn tính diện tích hình thang ta lấy đáy lớn cộng với đáy bé nhân với chiều cao cùng đơn vị đo rồi chia cho 2. À, như vậy để tìm được diện tích hình thang, thầy trò chúng ta phải biết 3 yếu tố: 1 là đáy lớn, 2 là đáy bé, 3 là chiều cao. Như vậy quan sát ở đây chúng ta mới biết được đáy bé, tức là biết được yếu tố thứ hai. Vậy chúng ta còn phải đi tìm đáy lớn và chiều cao. À, như vậy dựa vào bài toán của lớp 4 thì thầy trò chúng ta biết rằng đáy lớn bằng 5/3 đáy bé. Như vậy muốn tìm phân số của một số, ta lấy 5/3 nhân 150. Như vậy thầy tìm được đáy lớn. Khi tìm được đáy lớn rồi thì chúng ta có mối quan hệ giữa chiều cao và đáy lớn. Đáy lớn chiều cao bằng 2/5 đáy lớn, như vậy ta lại lấy 2/5 nhân với đáy lớn. À, như vậy sau khi chúng ta tìm được ba yếu tố, chúng ta tìm ra diện tích. Và tìm được diện tích rồi thì các em lưu ý ở đây đơn vị đo đều là mét, cho nên diện tích lúc đầu chúng ta sẽ thu được là mét vuông, và từ mét vuông thầy trò mình sẽ đổi về hecta. Như vậy chúng ta thỏa mãn được yêu cầu bài toán. Như vậy ở bài này củng cố cho chúng ta hai kiến thức cơ bản: một là tìm phân số của một số, thứ hai đó là tìm diện tích của hình thang, một cái thứ ba đó là đổi đơn vị đo diện tích. Các em lưu ý hai đơn vị đo diện tích tiếp liền thì gốc kém nhau 100 lần. Thế chúng ta sang bài tập số 4. Lắng nghe thầy đọc bài. Lúc 6 giờ, một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 45 km/h. Đến 8 giờ, một ô tô du lịch cũng đi từ A với vận tốc 60 km/h và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng. Như vậy thầy trò mình có thể tóm tắt như sau. Đây là A. Như vậy lúc 6 giờ, ở đây là 6 giờ, ô tô chở hàng xuất phát và đến đây là 8 giờ. Như vậy 8 giờ thì ô tô chở hàng đã chạy được đến đây rồi. Và lúc 8 giờ này thì tại đây có một xe du lịch. Như vậy du lịch sẽ chạy lúc 8 giờ. Em lưu ý cho thầy giáo cái thời điểm này. Và với vận tốc là 60 km/h. Còn anh chở hàng này chạy với vận tốc 45 km/h. Bài toán hỏi, hỏi đến mấy giờ thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng. Thì giả sử đây là điểm đuổi kịp nhau thì hỏi đây là lúc mấy giờ. À, như vậy trước hết thầy cho mình xác định dạng toán. Như vậy chúng ta thấy khi xe du lịch đuổi theo xe chở hàng thì đã có khoảng cách. Như vậy khoảng cách này chúng ta đã biết chưa? Thì chúng ta thấy chưa biết. Khoảng cách này được sinh ra do ô tô chở hàng đã đi trong 2 lần. Như vậy chúng ta phải tìm được khoảng cách này. À, vậy thì có khoảng cách, có đuổi theo nhau, chúng ta gọi đây là bài toán gì trong cơ bản thầy đã dạy? À, thì đây là bài toán hai chuyển động cùng chiều đuổi gặp nhau. À, như vậy muốn tìm được thời gian để hai chuyển động cùng chiều đuổi gặp nhau thì thầy đã có chúng ta thời gian sẽ bằng quãng đường chia cho hiệu vận tốc. Như vậy nhìn vào đây thì các em thấy hiệu vận tốc chúng ta có thể tìm được, bởi vì bài toán cho du lịch đi với
vận tốc 60 km/h, ô tô chở hàng đi với 45 km/h. Vậy quãng đường chính là khoảng cách lúc bắt đầu xe chở hàng đuổi theo, thầy xin lỗi, lúc bắt đầu xe ô tô du lịch đuổi theo ô tô chở hàng. À, như vậy quãng đường này chưa biết, thầy cho mình cần phải đi tìm. Như vậy quãng đường này được sinh ra do ô tô chở hàng đi trong 2 lần. Vậy chúng ta sẽ tìm được quãng đường ô tô chở hàng đi trong 2 giờ. À, với vận tốc là 45 km/h, thầy trò mình dễ dàng tìm ra được quãng đường này bằng 45 × 2 và bằng 90 km. À, như vậy lúc này thầy đã tìm được quãng đường, bây giờ thầy đi tìm hiệu vận tốc. Như vậy đây gọi là bước 1, đây gọi là bước 2, tìm được hiệu vận tốc. Sau khi có quãng đường, có hiệu vận tốc thì thầy tìm được bước 3 là thời gian. Thời gian để ô tô chở hàng, thầy xin lỗi, để ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng, đây là khoảng thời gian đấy để đuổi kịp. Vậy đuổi kịp lúc mấy giờ ta làm thế nào? Vậy muốn biết đuổi kịp lúc mấy giờ thì chúng ta phải lấy thời gian bắt đầu đuổi, các em lưu ý ở đây là 8 giờ, bắt đầu đuổi là 8 giờ, cộng với thời gian đuổi được. Chúng ta vừa tìm được ở bước 3 này, như vậy là chúng ta đã hoàn thành được bài toán. À, như vậy thầy nói lại về bài tập số 4. Đây là bài toán hai chuyển động cùng chiều đuổi gặp nhau. Muốn tìm được thời gian gặp nhau trong ngày là lúc nào? Ta phải lấy thời gian lúc bắt đầu đuổi nhau cộng với thời gian mà xe du lịch cần để đuổi kịp xe chở hàng. Như vậy muốn tìm thời gian để xe du lịch đuổi kịp xe chở hàng, chúng ta phải lấy quãng đường chia cho hiệu vận tốc. Quãng đường chưa có chúng ta phải đi tìm. Đấy, và như vậy sau khi tìm được quãng đường thì thầy sẽ tìm được thời gian. Tìm được thời gian thì thầy sẽ tìm được lúc gặp nhau là mấy giờ trong ngày. Đấy, như vậy bài tập số 4 củng cố cho thầy trò chúng ta bài toán đó là hai chuyển động cùng chiều gặp nhau. Chúng ta cùng nhau sang bài tập số 5. Bài tập số 5, tìm số tự nhiên thích hợp của x sao cho 4 phần x bằng 1/5. Thì bài này các em thấy rất dễ rồi. Ở đây tử của chúng ta là 4 và tử bên đây là 1. Như vậy chúng ta đã thấy rằng phân số x phần 4 đã được rút gọn chia cả tử và mẫu cho mấy. Thì chúng ta thấy ở đây 4 chia cho 1 bằng 4. À, như vậy là tử số đã giảm đi 4 lần. À, vậy thì dễ dàng các em dựa vào đây các em sẽ tìm được giá trị của x. À, như vậy thầy đã hướng dẫn xong chúng ta 5 bài toán của tiết luyện tập trung trang 175. Như vậy bây giờ các em sẽ theo dõi và hoàn thành cho thầy giáo vào phiếu bài tập ở phía bên dưới phần bình luận thầy đã để. Chúc các em thành công.